vua bọ cạp Higuita, thủ môn quái dị nhất hành tinh và quá khứ đen tối chơi với trùm mafia. Vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước, hồi đó TV màn hình đen trắng còn đang rất phổ biến với những người hâm mộ trái bóng tròn. Người ta luôn nhận thấy một cầu thủ đặc biệt có mái tóc đen dài xoăn tít trấn dụ khung thành đội tuyển Colombia. Nhưng những ấn tượng mạnh nhất của khán giả về cầu thủ này không chỉ nằm ở ngoại hình mà là phong cách thi đấu không thể lầm lẫn vào đâu được. Người ta gọi ông là gã điên hay vua bò cạp Rene Higuita vì những pha bóng độc nhất vô nhị của mình. Thủ môn quét đầu tiên. Nếu định nghĩa vai trò chính của thủ môn là bảo vệ khung thành trong khu cấm địa của đội nhà và ngăn cản đối phương ghi bàn thắng, thì có lẽ điều này đã không phù hợp với trường hợp của Jose Rene Higuita Zapata. Không phải ngẫu nhiên mà anh chàng thủ môn tóc dài này có biệt danh là gã điên. Bởi phong cách chơi quá dị, Higuita thường di chuyển rất xa khung thành để chơi như một hậu vệ. Đơn giản, Higuita cho rằng thủ môn có quyền thể hiện và khi đội nhà tấn công, ông thường lên cao để cùng chuyền bóng với các đồng đội. Tuy có lối đá mạo hiểm, nhưng thủ thành người Colombia rất ít khi mắc sai lầm. Thậm chí với khả năng dự bóng cực tốt, ông thường xuyên có những pha đi bóng ngẫu hứng và phát động tấn công hiệu quả. Tuyển Colombia khi đó là một hiện tượng của bóng đá thế giới, với đội hình gồm 11 cầu thủ dân rất cao, cự ly chặt chẽ và thủ môn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thuật tấn công lẫn phòng ngự. Nói cách khác, Rene Higuita chính là người đầu tiên đặt nền móng cho khái niệm là thủ môn quét hay sweeper keeper hiện tại. Ở đó, ông khiến cầu thủ đối phương phải chóng mặt với những pha đi bóng lắt léo, những đường truyền phối hợp 1-2 với đồng đội và sở hữu thành tích ghi bàn còn tốt hơn nhiều những hậu vệ khác. Trong suốt sự nghiệp đặc biệt của mình, Higuita đã ghi hơn 40 bàn thắng ở hầu hết các đội bóng từng thi đấu. Ông chính là người được giao thực hiện những cú đá phạt trực tiếp. Giữa thế kỷ 20 là một thời kỳ đầy máu và sự thù hận ở Colombia, khiến đất nước ấy bị định danh bằng sự bạo lực, thì Higuita đã mang tới sự sống và tình yêu thương tại quốc gia này. Nơi làm nên tên tuổi. Millonarios là đội bóng đầu tiên cho Higuita thể hiện tài năng của mình, một điều không quá bất ngờ khi ông khởi đầu sự nghiệp vị trí tiền đạo trước khi bị chuyển xuống trấn giữ khung thành. Tuy nhiên, ngay cả như thế thì ông vẫn sử dụng tất cả kỹ năng của một tiền đạo theo mình. Phong độ ấn tượng khiến cho Atlético Nacional, đội bóng lớn nhất quê hương của Medellin, chiêu mộ Higuita và đó cũng là nơi ông làm nên tên tuổi. Năm 1989, tài năng của Higuita giúp đội bóng có biệt danh là Envader giành Copa Libertadores lần đầu tiên và ông góp phần vào chiến thắng ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết lượt về. Nacional và Higuita tiếp tục giành thêm Copa Interamericana, một giải đấu dành cho các nhà vô địch Bắc và Nam Mỹ. Sau khi chinh phục Nam Mỹ với Nacional, Higuita cùng đội tuyển Colombia bước vào World Cup 1990 tại Italia. Thủ thành 23 tuổi và các đồng đội đã vượt qua vòng bảng cùng với Tây Đức và Nam Tư. Người hùng của Nacional nhanh chóng trở thành một biểu tượng ở quê nhà với phong cách chơi bóng phiêu lưu, khiến những người theo dõi World Cup phải phấn khích khi chưa từng có một thủ môn nào thi đấu phóng khoáng đến như thế. Dù người Colombia đã biết phong cách của Higuita, nhưng họ vẫn thấy những thứ mới mẻ được ông thể hiện ở giải đấu năm đó. Chỉ có điều là tất cả những thứ tưởng chừng là phi thường ấy sẽ trở thành sai lầm kinh khủng. Colombia bước vào vòng 16 đội với đối thủ là đội tuyển Cameroon, được lĩnh sướng bởi lão tướng Roger Milla, và cuối cùng là Cameroon là đội được lọt vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai lại đến từ sai lầm trực tiếp của thủ thành Colombia. Từ một pha phá bóng của cầu thủ Cameroon, Higuita đã lao ra ngoài vòng cấm và cầm bóng cách khung thành khoảng 36m. Milla đã ngay lập tức ập tới áp sát Higuita. Dưới áp lực từ tiền đạo 38 tuổi, Higuita đã để mất bóng và dẫn đến bàn thua đau đớn của đội nhà. Colombia thất bại sau 120 phút thi đấu hiệp phụ, bị loại ở vòng 1/8. Đây có lẽ là sai lầm duy nhất trên sân cỏ của gã điên này. Sau khi đã giới thiệu cho toàn thế giới biết mình là ai, Rene Higuita chuyển tới châu Âu thi đấu trong màu áo của Real Valladolid. Tuy nhiên, khoảng thời gian của ông tại Tây Ban Nha chỉ kéo dài có 1 năm. Sau đó thì Higuita trở về với Nacional và giành 2 chức vô địch quốc gia trước khi những sự kiện bên ngoài sân cỏ bắt đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ông, không chỉ ông mà còn cả đất nước Colombia. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Người hùng gây tranh cãi. Higuita sinh ra trong con phố nghèo ở Medellin, Colombia, đất nước Nam Mỹ nổi tiếng điên loạn với ma túy, bắt cóc, thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm.
Những đứa trẻ khu ông sống thì không có nhiều lựa chọn để thay đổi hoàn cảnh của mình, hoặc là có tài năng bóng đá kiệt xuất, hoặc là trở thành kẻ vận chuyển ma túy, để rồi từ đó kết thúc cuộc đời bất thình lình trong một ngày không may. Không dây vào ma túy nhưng Higuita lại có quan hệ mật thiết với những ông trùm, nổi tiếng nhất là Pablo Escobar. Đã có thời điểm Escobar nắm giữ 80% lượng ma túy đưa vào khu vực Nam Mỹ và có dưới tay hàng chục nghìn đàn em. Ông trùm khét tiếng của Colombia cũng là một tín đồ bóng đá và là người hâm mộ tài năng của Higuita. Giữa hai người là mối quan hệ hết sức đặc biệt, Higuita là thần tượng sân cỏ của Escobar, trong khi ông trùm ma túy Nam Mỹ lại xây dựng rất nhiều sân bóng, trường học và bệnh viện cho những người xuất thân như Higuita. Năm 1991, Higuita gây ra bão dư luận khi đến thăm Pablo Escobar trong tù, một cách chính thức thừa nhận mối quan hệ giữa tuyển thủ quốc gia và kẻ thù của chính quyền. Hai năm sau, Higuita lần nữa chia đôi đất nước khi dính vào vụ bắt cóc con gái một ông trùm khác là Luis Carlos Molina. Vụ án được cho là liên quan đến đàn em của Escobar và nhà thờ Molina nhờ Higuita để làm trung gian đưa tiền chuộc. Sau khi thành công, nhà Molina gửi 64.000 đô la cho Higuita xem như phần thưởng và điều này vi phạm luật về bắt cóc ở Colombia. Với tội này thì Higuita có thể bị tống giam đến 10 năm, nhưng công chúng hết lòng ủng hộ người hùng thể thao của họ, cộng với nhà Molina cũng ra sức phản đối. Thế là án phạt nhẹ 7 tháng được đưa ra, nhưng nó lại diễn ra ngay trước World Cup 1994 và như thế Higuita chỉ có thể đón World Cup bằng TV trong trại giam. Khi đó, Higuita đã thi đấu cùng hộ vệ Andres Escobar trong nhiều năm và hình thành một mối quan hệ gần gũi đến mức họ biết chính xác người kia sẽ làm gì trên sân. Một mối quan hệ của sự tin tưởng đều cho phép Higuita thể hiện bản thân theo cách đặc biệt mà ông đã làm. Tuy nhiên, sau kỳ World Cup định mệnh năm đó, họ không bao giờ còn được thi đấu với nhau nữa. Sau thất bại ở trận ra quân trước Romania của Gheorghe Hagi, đối thủ trong lượt đấu tiếp theo của đội tuyển Colombia là chủ nhà Mỹ, nó trở thành một trận đấu mang tính quyết định với đội bóng tới từ Nam Mỹ. Và rồi giữa hiệp 1, Escobar đã đưa bóng vào lưới nhà, qua đó giúp đội tuyển Mỹ vươn lên dẫn trước. Andy Stewart ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà, trong khi bàn thắng mang tính an ủi của Andolfo Valencia không thể giúp Colombia thoát khỏi việc bị loại chỉ sau hai lượt đấu. Từ khoảnh khắc bóng lăn qua vạch vôi, bi kịch xảy ra tiếp theo gần như là điều khó có thể tránh khỏi. Cầu thủ Escobar sau đó bị giết ngay khi trở về nước. Không một ai bên ngoài biên giới Colombia có thể tưởng tượng ra thảm kịch này. Là một lần nữa, Colombia thể hiện hình ảnh một quốc gia bạo lực sau hàng thập niên chìm trong nội chiến và loạn lạc. Khoảnh khắc thể thao của thế kỷ. Tháng 9 năm 1995, tuyển Anh có trận giao hữu với Colombia tại thánh đường Wembley. Tuyển Anh khi đó cần một chiến thắng để chuẩn bị tâm lý thật tốt cho kỳ Euro diễn ra trên sân nhà vào năm 1996. Họ đã vắng mặt tại World Cup 1994 và nhận rất nhiều sức ép từ truyền thông quê nhà. Đối thủ của họ là Colombia, đội vừa trải qua một kỳ Copa America 1995 ấn tượng với vị trí thứ 3. Tân binh lần đầu ra mắt Jamie Redknapp nhận bóng từ cánh phải nhưng trước mặt có rất nhiều cầu thủ áo vàng đã sẵn sàng. Tiền vệ trẻ của Liverpool quyết định dứt điểm ngay nhưng bóng bay nhẹ và cũng không đủ hiểm. Một ý tưởng điên rồ lóe lên với thủ môn René Higuita, ông quyết định sẽ cản phá một cách thật đặc biệt. Ông lùi lại phía sau, canh đúng điểm rơi, ngã người về phía trước và hai chân bật lên cản phá bóng. Toàn bộ những người có mặt trên sân đều ngỡ ngàng trước tình huống này, nhưng rồi nhanh chóng tán thưởng khi nhận ra đây là một khoảnh khắc hiếm có mà họ có thể được chứng kiến trong cuộc đời mình. Giờ đây, sau hơn 20 năm, pha bóng đó của Higuita vẫn được nhắc tới là một trong những khoảnh khắc thể thao đẹp nhất của Colombia. Higuita thậm chí có một danh sách hàng trăm pha bóng điên rồ hơn đã từng thực hiện trong và ngoài sân bóng. Ông thích và tự tin vào khả năng dùng chân của mình. Cựu thủ môn Arsenal Rob Wilson khi đó theo dõi tình huống từ cabin truyền hình và nói rằng đã nhìn thấy Higuita thử cản phá như vậy 3-4 lần khi đang khởi động. Và dù cho thủ môn tóc xoăn nói rằng ông không hề chuẩn bị trước, nhưng có thể khẳng định Higuita chỉ làm vậy trong tình huống an toàn. Higuita rời National năm 1997, thi đấu cho tổng cộng 9 đội bóng ở Colombia, Mexico, Ecuador và Venezuela trước khi treo giày vào năm 2010 ở tuổi 43. Ngay cả trong những ngày cuối cùng làm thủ môn, ông vẫn giữ phong cách thi đấu điên rồ của mình và ghi 5 bàn trong 12 trận đấu với Deportivo Pereira. Kể từ khi giải nghệ, Higuita bắt đầu tham gia vào đời sống chính trị Colombia. Ông đã từng chạy đua cho chức thị trưởng của một thành phố gần quê hương Medellin nhưng không thành công. Trong cuộc sống của mình, Higuita cũng gặp nhiều trắc trở. Ông có cuộc hôn nhân đầu tiên với Cindy Carolina và hiện đang sống với người vợ là Magdalena. Giờ đây, ông là huấn luyện viên thủ môn của National và có lẽ sẽ tiếp tục truyền lại phong cách kỳ lạ của mình cho những thế hệ tiếp theo.
Bóng đá hiện đại đề cao tính kỷ luật như ngày nay, không biết đến bao giờ mới được chứng kiến những pha bóng từng khiến bao khán giả phải hò reo thích thú như thế nữa. Với những gì đã cống hiến cho quê nhà, Higuita xứng đáng là một huyền thoại trong lòng người dân Colombia. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!